hình, ban giám khảo, nhạc sĩ Viễn Phương. Căn bản của một người muốn tiến xa trên lĩnh vực này, Hoàn Hồ. Nữ ca sĩ Kim Phương. Bài dự thi quá sức an toàn. Nhạc sĩ Hoàng Cầm. Nếu hôm nay mà tối thiểu hai dancer với cậu nó điểm còn cao nữa. Chỉ có trên ABTV 55.4. Vâng, kính thưa quý vị, Thanh Nam một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả của đài Apple TV 55.4 đã dành thời gian quý báu của mình mở TV lên và xem chương trình đặc biệt của đài Apple TV, đó là chương trình Giọng Ca Vàng Houston 2016. Và đây là vòng sơ kết 2. Và vòng sơ kết 2, chúng ta sẽ có phần nhạc đệm của nhạc sĩ Phan Thanh nữa. Thì bây giờ, một lần nữa xin chào anh Cao Hoài và chúc mừng anh đã lọt vào vòng 2 sơ kết này. Và vì thế mà ngày hôm nay Thanh Thanh lại có một cuộc phỏng vấn với anh. Thì thấy anh tươi quá. Yeah. Thì không biết là anh chắc không hồi hộp ạ? Cũng có hồi hộp nhưng mà mình hãy tự làm cho mình tự tin đi. Rồi mình sẽ vượt qua được nhiều thứ. Yeah. Tức là cười là qua hết tất cả. Dạ, yeah, đúng rồi. Hy vọng là vậy. Rồi, anh có bao giờ từ lúc mà sơ kết 1 cho tới dòng sơ kết 2 này, anh có đứng trước gương và tập cho mình những ca khúc mà mình sẽ đi dự thi không? Dạ cũng có, cũng dành thời gian để mà luyện cái bài hát cho vòng sơ kết 2 này. Dạ. Thì sự tập luyện của anh, thứ nhất là bài hát gì và tập luyện như thế nào? Mình sẽ trình bày ca khúc Xuân Này Con Không Về của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân. Dạ vâng. Tại cũng thần tượng ca sĩ Duy Khánh, nên là cũng cố gắng thể hiện chút gì đó ca sĩ Duy Khánh ở đây. Dạ. Anh có biết là nhạc phẩm Xuân Này Con Không Về là một trong những bài hát mà đa số người con Việt tha hương đều phải biết nhạc phẩm này. Yeah. Và nhạc phẩm này hình như là cũng chỉ có duy nhất cố ca nhạc sĩ Duy Khánh có thể thể hiện được cái ca khúc tuyệt đối quá hay. Yeah. Thì giờ Thanh Thanh hỏi thật, lý do sao mà anh lại cả gan, anh lại dám lấy cái bài hát đó ra để anh hát? Thứ nhất là mình thích cái giọng ca của cố nhạc sĩ Duy Khánh, và cũng muốn sử dụng cái bài hát đó để nói lên nỗi lòng của người con tha hương. Wow, quý vị thấy là một bài hát được thể hiện qua một thí sinh Cao Hoài nhưng mà mang rất là nhiều tâm tư. Hy vọng là với bài hát này sẽ đem anh đi thật xa trong cái chương trình Giọng Ca Vàng Houston này và đi cho tới vòng chung kết nha anh. Dạ, cảm ơn chị Thanh Hành. Ở nơi đây thì Thanh Hành xin chúc anh thật nhiều may mắn, điểm thật là cao và sẽ hẹn gặp anh sau khi anh bước vào bên trong phòng thi. Hy vọng là bước ra thì Thanh Thanh sẽ có những lời phỏng vấn vui hơn nha. Dạ. Biết anh là bây giờ anh rất là hồi hộp rồi, cho nên Thanh Thanh không dám hỏi nhiều đâu quý vị. Những thí sinh ở đây thấy đứng nói chuyện như vậy đó, nhưng mà Thanh Thanh thấy là rất là run. Và bây giờ thì bước vào bên trong, Thanh Thanh sẽ mời tất cả quý vị chúng ta đi theo gót chân của thí sinh Cao Hoài xem thử coi anh thể hiện cái phần hát của mình như thế nào. Đứng ngoài đây rung nhưng mà biết đâu chừng trong đó lại không rung, phải không quý vị? Và bây giờ mời tất cả quý vị chúng ta cùng bước vào phòng thi. Nguyễn Cao Hoài, số báo danh 17, xin gửi đến nhạc phẩm Xuân Này Con Không Về của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân. Con biết bây giờ mẹ chưa tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nương, năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay én bay đầy trường ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thua chơi yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi, bên mái chân nghèo ngồi quanh bếp hồng, trông bánh trưng chờ trời sáng đỏ hay hay những đôi má đào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái chân nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Bầy trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới, ba ngày xuân đi khoe xóm riêng. Con biết không về thì mẹ chờ em trông,
con về bạn bè thương mong. Bao lửa cháy cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ ơi con xuân này vắng nhà. Bao lửa cháy cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ thương con xin đợi ngày mai. Chúc mừng câu hỏi vừa hoàn tất xong phần trình diễn của mình. Giọng rất là ngọt. Dạ vâng. Và bây giờ em xin mời nhạc sĩ Viễn Phương có lời nhận xét. Bài hát hôm nay khá hơn cái bài lần trước rất là nhiều. Kỳ trước hát Thương Hoài Ngàn Năm thì về cái giọng khỏi nhắc lại nữa, trầm ấm tốt lắm. Cũng có kinh nghiệm về diễn xuất, về sử dụng micro, ok cả. Ngân bữa nay cũng khá hơn kỳ trước. Chỉ có một cái này thì trên lĩnh vực của nhạc sĩ Hoàng Cầm thì tôi để dành cho anh Hoàng Cầm. Tôi có cảm giác rằng cái diễn xuất của Cao Hoài nó không được tự nhiên, nó có vẻ hơi kịch một tí. Không biết anh nhận xét ra sao? Có hơi kịch, ý kiến của tôi. Không cố ý nhưng mà cái đó mình sửa chữa được. Khó quá. Giờ cho anh nói tiếp luôn đi. Bị nói để rồi Phượng ấy sao? Dạ xin mời ạ. Cái tôi nghe cái bài này thì tôi thấy cảm thấy thích là bởi vì anh hát cái loại như Duy Khánh mà không giống Duy Khánh. Tôi thích thì Duy Khánh ví dụ trước khi mà cái phần chorus mà xuống cái phần cái đoạn cuối đó ông xuống đó thì đặc biệt có nhiều người bắt chước. Nhưng mà cậu có gì cao Hoài không bắt chước, giọng rất ấm. Tác giả cũng áp dụng cái loại viết câu mà thông dụng nghĩa là 2224 đó. Thì cái câu thứ nhất câu gì là nó tròn đó, ngân đủ. Ngược lại cái cô hồi nãy cậu này ngân đủ, thành ra thuyết phục tôi. Tôi nghe tôi thuyết phục. Ok. Em mời ca sĩ Kim Phượng ạ. Chào ca Hoài. Hôm nay chị không có chê em được một cái nào hết. Chị rất thích. Nhất là những cái chỗ diễn của em, không biết có phải chị giống với lại nhạc sĩ Hoàng Cầm cũng về ngã về kịch chút xíu. Thật ra chị lại thấy em diễn rất là tốt. Khi mà xuân về vui thì em vui, mà khi không về buồn thì em diễn buồn. Chị thích cái phần biểu diễn của em ngày hôm nay. Chút xíu thôi. Từ nãy giờ lời chút khen xíu nhiều xíu hơn thôi. Là lời về trên không em? Và vâng, vậy giờ Hoàng Hạnh xin mời ba vị giám khảo cho biết số điểm của mình ạ. Viễn Phương 7 điểm. Ủa em thấy khen quá mà có 7 điểm thôi sao nhạc sĩ Viễn Phương ạ? Bởi vì sẽ gặp nữa mà. Ồ vậy. Nhạc sĩ Hoàng Cầm ạ. Hoàng Hạnh đoán thì tôi cho bao nhiêu? Dạ vâng, từ nãy giờ em thấy khen nhiều quá mà em thấy có số 7. Em nghĩ khen nhiều quá chắc nó phải cao hơn tí xíu chứ nãy giờ em thấy số 7 nhiều lắm. Tôi nghe lời Hoàng Hạnh nghe 8 điểm. 8 điểm. Không, bà Tiên nè, bà Tiên sẽ cho rất là cao điểm. Wow, 9 điểm thấy chưa? Chúc mừng em, ok, và hẹn gặp em trong lần tới. Chỉ có trên ABTV 55.4.